Em xin chào các bác nha, chào mừng các bác đến với kênh Thi Nguyễn Gia Băng. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các bác gọi đến số này để em tư vấn hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng Thi Nguyễn em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, bao luôn phí ship tận nơi cho mình. Khi các bác nhận hàng sẽ không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Sản phẩm đồng hồ em không nhận ship COD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em và cho em xin địa chỉ để em ship hàng tận nhà cho mình nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến sản phẩm đồng hồ vỏ gỗ của thương hiệu Seiko, mã số 16, size là 35 x 32 cm, giá bán là 1 triệu. Vỏ gỗ lạng 100%. Đồng hồ này là kim trôi, cọc số nổi, mạ màu vàng chanh rất là bắt mắt. Em quay gần cọc số nổi cho các bác tham khảo nha. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin. Em đã test đồng hồ, máy hoạt động ok trước khi quay clip. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ vỏ gỗ của thương hiệu Seiko. Đồng hồ này mã số 17, size 33 x 32 cm, giá bán là 800.000. Em đã test giờ chạy hoàn hảo trước khi quay clip nha. Em quay ngoại hình xung quanh vỏ gỗ cho các bác tham khảo. Vỏ gỗ lạng 100%, hiệu Seiko kim chơi. Em quay gần kim cho mình tham khảo luôn nha. Nè, sản phẩm tiếp theo là đồng hồ vỏ gỗ của thương hiệu Seiko. Đồng hồ này có mã số 18, size 33 cm, giá bán là 800.000. Đồng hồ radio quay control. Em quay xung quanh ngoại hình vỏ gỗ cho mình tham khảo nha. Thì em cũng đã test giờ chạy chuẩn trước khi quay clip rồi, nên các bác cứ yên tâm. Hàng ship tận nơi, bao luôn phí ship cho mình. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ vỏ gỗ của thương hiệu Squid. Đồng hồ này có mã số 19A. Do em còn một cái tương tự mã số 19B, chút xíu mình tham khảo nha. Size của nó là chiều cao 33 cm, chiều ngang 27 cm, giá bán là 1 triệu 2. Đồng hồ kim trôi. Và đặc biệt á, là hai bên này nó có hiển thị nhiệt độ và độ ẩm. Hình thức lạ, độc đáo. Vỏ gỗ lạng 100%, thiết kế sang trọng. Em đã test máy hoạt động ok trước khi quay clip. Mình vừa tham khảo đồng hồ có mã số 19A, thì đây là đồng hồ có mã số 19B. Size cũng là 33 x 27 cm, giá bán 1 triệu 2. Em có hai cái, nhìn sơ qua thì giống hệt nhưng mà cái mặt nó hơi khác chút xíu nha. Vẫn là vỏ gỗ lạng 100%, vẫn cùng size, vẫn là kim trôi và có hiển thị độ ẩm và nhiệt độ như nhau. Cần xem hình chi tiết cứ vào Zalo 0931008099 để em gửi hình cho các bác tham khảo trước khi mua hàng nha. Máy hoạt động ok, em đã test giờ chạy chuẩn trước khi quay clip nên các bác cứ yên tâm sử dụng nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ vỏ gỗ của thương hiệu Citizen, kim trôi, mặt kính mo, vỏ gỗ lạng 100%. Em quay gần kim trôi cho mình tham khảo nha. Kim vàng chế như vậy rất là bắt mắt. Đây là cái núm và bộ máy nè, mình nhìn gần nha. Đồng hồ em đã test chạy giờ chuẩn trước khi quay clip nha. Bây giờ mình quay xung quanh vỏ gỗ tham khảo. Đồng hồ này mã số 7, size 34 cm, giá bán là 800.000. Hàng em bán ra bao ship tận nơi cho mình, vui lòng chuyển khoản đủ để em ship đồng hồ tặng nhà cho mình nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ Citizen, đồng hồ vỏ gỗ phát cạnh như vậy. Em quay ngoại hình cho các bác tham khảo. Em đã tách giờ, máy chạy chuẩn, hoạt động ok, hàng nguyên bản nguyên zin.
Đồng hồ này có mã số 20, size 28cm, giá bán là 650.000. Em bao luôn phí ship tặng nơi cho mình nha. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ giỏ gỗ của thương hiệu Van Roman. Đồng hồ này có mã số 21, size 28.5cm, giá bán là 800.000. Thiết kế giỏ gỗ phát cạnh như vậy. Mặt đồng hồ nhìn rất là sang trọng nha. Đây, em quay gần cho mình xem. Phía trong nó là màu vàng châm banh, rất là sang, mặt số La Mã. Em đã test giờ chạy hoàn hảo, ok. Hàng nguyên bản, nguyên zin, bao ship tặng nơi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ giỏ gỗ của thương hiệu Citizen. Đồng hồ có mã số 22, size là 31cm, giá bán 650.000. Em đã test máy, hoạt động ok trước khi quay clip. Bây giờ em quay xung quanh giỏ gỗ của đồng hồ cho mình tham khảo nha. Hàng bán ra, bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bao lưu phí ship tặng nơi cho các bác. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ của thương hiệu Casio. Đồng hồ mã số 24, size khá to, size 35cm, giá bán là 500.000. Đồng hồ kim trôi, thiết kế sang trọng hiện đại. Mặt số lồng kính lên như vậy. Em quay xung quanh ngoại hình cho các bác tham khảo nha. Thì cũng như những cái đồng hồ khác, máy em đã test giờ chạy ok, hàng bao nguyên bản nguyên zin, bao phí ship tặng nơi cho mình. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ mã số 25, size 32cm, giá bán là 350.000. Mẫu này rất là dễ thương đúng không? Mình có thể để phòng em bé rất là thích hợp. Mặt nhựa sơn tĩnh điện nha. Em đã test máy, chạy hoạt động ok, bao nguyên bản nguyên zin. Hàng em bao luôn phí ship tặng nơi cho các bác nha. Đây em quay gần phía trong cái kim cho mình xem nè. Rất thích hợp để phòng cho trẻ em.